Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý vị cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2024, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Người dân cắt cửa cứu người trong vụ cháy nhà trong đêm ở Hà Nội. Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ tại Thanh Hóa gây ách tắc giao thông. Mô hình trồng thanh long hữu cơ tại Vĩnh Phúc mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến ở Cà Mau. Sớm làm lồng đèn lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh tất bật mùa cao điểm. Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà được công nhận là di sản địa chất quốc tế. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Một vụ cháy vừa xảy ra trong đêm tại nhà dân trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Và rất may là người dân đã cứu được người mắc kẹt bên trong nhà. Hiện công an quận Tây Hồ đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thông tin từ công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 21 giờ đêm qua, nhận được tin báo cháy tại nhà dân nằm sâu trong ngõ 32 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường. Do đám cháy nằm trong ngõ sâu nhỏ nên lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Sau gần 1 giờ nỗ lực, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không bị cháy lan. Đám cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản thì đang được thống kê. Thời điểm xảy ra cháy, phát hiện một trẻ em bị mắc kẹt ở khu vực tầng 3 của căn nhà. Người dân xung quanh đã nhanh chóng cắt cửa, đưa cháu bé ra ngoài an toàn. Vào tối qua, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện một nhiệm vụ quan trọng và đầy ý nghĩa nhân văn, đó là dẫn đường, vận chuyển trái tim hiến tặng, lộ trình đoạn từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Quãng đường từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tuy không quá dài nhưng gặp nhiều khó khăn, nhất là về giao thông trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đoàn xe chở trái tim di chuyển liên tục mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, để trong thời gian ngắn nhất có thể đưa trái tim hiến tặng đến bệnh viện để kịp thời thực hiện ca ghép tạng cứu người. Lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ đoàn gồm hàng chục mô tô chuyên dụng, gần 50 cán bộ chiến sĩ của 4 đội nghiệp vụ, cùng với đó là đội ngũ hỗ trợ từ Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và nhân viên y tế đến từ Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã để lại nhiều hình ảnh cảm động. Trước đó tại Hà Nội, sau khi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh NDT, 32 tuổi, được chẩn đoán chết não. Gia đình anh đã quyết định hiến tạng của anh để cứu 5 người. Trong đó, trái tim hiến tặng được ghép cho một người tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cho biết là các bác sĩ của bệnh viện vừa xử lý lấy thành công một dị vật là cục pin tiểu ra khỏi dạ dày của bé trai 7 tuổi. Theo gia đình, trong lúc chơi đùa thì bé trai 7 tuổi ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã nuốt viên pin tiểu. Đến khoảng 4 giờ sau đó thì cháu bé mới kể với gia đình và lập tức được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu. Sau khi hội chẩn thì ekip trực xác định pin nằm trong dạ dày cháu bé và sau đó tiến hành nội soi gấp dị vật ra. Hiện sức khỏe của bé trai đã ổn định. Theo bác sĩ, dị vật đường tiêu hóa cần được xử trí đúng và kịp thời, nhất là pin đồng hồ có tính axit dễ gây ra biến chứng nghiêm trọng. Thưa quý vị, tại Thanh Hóa, mưa nhiều ngày qua, đặc biệt là cơn mưa lớn kéo dài đêm qua đã làm sạt lở, sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng phần mặt đường trên tuyến quốc lộ 15C nối huyện biên giới Mường Lát với các huyện miền xuôi, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực này. Theo ghi nhận, từ đêm qua đến rạng sáng nay, mưa lớn đã làm sạt lở 9 điểm trên quốc lộ 15C, đoạn từ cổng trời Bản Cầm 1 đến Bản Táo, xã Trung Lý. Trong đó có 5 điểm sạt lở lớn, đất đá, cây cối tràn và đổ ập xuống đường, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Nhiều phương tiện từ huyện Mường Lát đi về xuôi và ngược lại đang phải nằm chờ ở các điểm sạt lở. Mưa lớn cũng làm xói mòn nhiều đoạn phía ta luy dương của quốc lộ 15C, khiến cho mặt đường có nguy cơ bị nứt gãy, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Ước tính là tại các điểm sạt lở trên quốc lộ 15C, đoạn qua xã Trung Lý đang có hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống mặt đường vào khu dân cư. Ngay trong đêm thì các hộ dân ở khu vực bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở tại bản Khầm 1, bản Táo đã được di dời đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cũng đã huy động nhân lực, máy móc có mặt tại các điểm sạt lở để khắc phục sự cố. Ghi nhận về hoạt động sản xuất của người dân, tại Vĩnh Phúc, mô hình trồng thanh long hữu cơ đang mở ra hướng phát triển an toàn, bền vững vì sức khỏe người tiêu dùng và đạt được hiệu quả kinh tế cao. Năm 2021, để nâng cao chất lượng cũng như giá trị của sản phẩm, chị Nguyễn Thị Thanh đã thực hiện phương thức canh tác theo hướng hữu cơ cho 500 trụ thanh long của gia đình. Theo chị Thanh, việc sử dụng vật tư hữu cơ và sinh học giúp cải thiện dinh dưỡng, độ tơi xốp của đất, hệ vi sinh vật có lợi và bảo vệ môi trường. Từ đó giúp cây trồng hấp thụ dinh dưỡng, sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, đồng thời tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Cái phân bón hữu cơ thì là một năm là em bón là 4 lần, mới một trụ trên một năm thì là em sử dụng là khoảng 50 kg. Chuyển theo hướng hữu cơ thì tôi thấy là cái cây nó phát triển rất là bền vững, nó cho ra hoa và trái rất là nhiều. Còn về chất lượng quả thì là ngọt hơn so với hướng vô cơ. Sau thời gian kiên trì với phương thức canh tác theo hướng hữu cơ, vườn thanh long của chị Thanh đạt năng suất từ 25 đến 30 kg trên mỗi trụ trong một năm. Sản lượng này tuy không chênh lệch quá lớn so với phương pháp canh tác thông thường, nhưng những lợi ích khác thu được không hề nhỏ. Cái thứ nhất là sức khỏe không hại cho sức khỏe người làm, và cái thứ hai là cái công thì là mình đỡ tốn nhiều công hơn. Cái thứ ba là về cái chất lượng quả là nó ngọt, thương lái họ đến thu mua cho mình với giá là cao hơn so với giá thị trường là khoảng từ 5 đến 7 nghìn đồng trên một cân. Các loại phân hữu cơ mà sử dụng trong mô hình thì ngoài việc cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, còn cung cấp các loại vi sinh vật hữu ích giúp cho cải tạo đất và để duy trì được cái sản xuất nông nghiệp bền vững. Và qua thực tế triển khai một số mô hình thì chúng tôi thấy rằng cái chất lượng sản phẩm đã được tăng lên, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh và từ đó thì hạn chế cái việc bà con nông dân phải sử dụng thuốc hóa học cho sản phẩm của mình. Những kết quả tích cực từ mô hình sản xuất thanh long hữu cơ tại Vĩnh Phúc đang góp phần thay đổi nhận thức và phương thức sản xuất của bà con nông dân, tạo ra các sản phẩm chất lượng, giá an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Thưa quý vị, chuyển đổi số được coi như là một xu hướng tất yếu trong thời kỳ cách mạng số 4.0, xuất hiện và thay đổi nhiều thứ trong đời sống xã hội, từ lối sống, giao tiếp xã hội, y tế, giáo dục và ngay cả việc làm. Nhưng và ngay cả nghề đánh giày hiện nay cũng đã bắt đầu có những bước chuyển đổi số do ứng dụng là đánh giày công nghệ xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam. Theo đại diện của nhà sáng lập ứng dụng, cách thức vận hành app sẽ tương tự các ứng dụng xe ôm công nghệ phổ biến hiện nay. Và khi tham gia vào ứng dụng này, ngày cao điểm thì thợ đánh giày có thể kiếm được từ 900.000 đến 1 triệu đồng. Làm nghề đánh giày đến nay đã 20 năm, công việc vất vả, phải di chuyển nhiều. Mỗi ngày anh Lê Văn Lý chỉ kiếm được từ 150 đến 200.000 đồng. Tuy nhiên từ 2 tháng nay, khi tham gia làm đối tác của ứng dụng đánh giày công nghệ, thu nhập của anh đã tăng lên rõ rệt, đơn hàng đều đặn. Đặc biệt, anh chỉ phải di chuyển trong vòng bán kính khoảng 3 km. Mình thấy là từ ngày tham gia cái app Ticker này thì là thu nhập nó tăng lên mà cuộc sống nghe nó ổn định hơn. Ngày thường thì được 500-600 nghìn, cao điểm thì được tiền triệu. Khác với đánh giày truyền thống, người đánh giày công nghệ tìm khách qua ứng dụng mang tính chuyên nghiệp hơn. Người thợ sẽ mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên, sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Theo đại diện nhà sáng lập ứng dụng, cách thức vận hành app sẽ tương tự các ứng dụng xe ôm công nghệ phổ biến hiện nay. Khi khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ, thợ đánh giày sẽ nhận được đơn qua ứng dụng với bán kính hoạt động trong phạm vi 3 km, với ứng dụng sẽ hỗ trợ tìm khách cho người thợ. Giá dịch vụ dao động từ 15 đến 20.000 đồng một đôi giày, được niêm yết giá công khai trên ứng dụng. Thì trong một lần thì tôi cùng với bạn bè tôi dùng cà phê Hà Nội. Đấy thì vô tình thì gặp một anh thợ giày.
vào trong quán cà phê, tôi nhìn hình tượng của anh khá là khắc khổ và rất là vất vả để thuyết phục một khách hàng đánh một đôi giày. Nhưng từ đó thì tôi cũng phát sinh ra một cái xây dựng một cái app công nghệ để làm sao mà kết nối được cộng đồng thợ giày với khách hàng. Cũng theo đại diện ứng dụng, hiện tại các thợ đánh giày là đối tác của ứng dụng này sẽ được công ty hỗ trợ tiền đóng thuế dịch vụ trong vòng 6 tháng. Còn thuế thu nhập cá nhân sẽ được trừ trực tiếp vào thu nhập của thợ đánh giày. Nhân và chuyển đổi số ngày càng được thể hiện rõ nét trong hoạt động kinh doanh khi mà nhiều người đã thay đổi từ hình thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh trực tuyến, đặc biệt là sau dịch Covid-19. Nhân và bên cạnh mà thông tin chị Ngọc vừa chia sẻ thì chúng ta có thể thấy là từ năm 2023, làn sóng trả mặt bằng kinh doanh diễn ra mạnh mẽ ở các thành phố lớn, nhất là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các khu vực vốn nổi tiếng đông đúc kinh doanh thì nay xuất hiện không ít những cửa hàng bỏ trống, treo biển hiệu cho thuê hoặc là sang nhượng. Một trong những nguyên nhân của hiện tượng này là do một bộ phận lớn người kinh doanh đã chuyển sang hình thức kinh doanh bán hàng trực tuyến. Dù chủ nhà đã chấp nhận giảm giá thuê hàng tháng, nhưng chị Đinh Thu Hiền ở Hà Nội vẫn quyết định trả mặt bằng và chuyển hướng kinh doanh. Nếu không, chị sẽ phải đối mặt với việc kinh doanh thua lỗ do phải chi quá nhiều khoản từ thuê mặt bằng và nhân viên. Trước đây tôi cũng có kinh doanh ở sảnh chung cư, tiền thuê mặt bằng một tháng nó khá là cao. Nhưng từ sau dịch Covid và tình hình kinh tế suy thoái thì tôi đã mới trả mặt bằng. Khi và về nhà kinh doanh thì mình cảm thấy là đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và cái thu nhập của tôi nó sẽ tăng lên do tôi không phải chịu cái áp lực từ việc chi trả hàng tháng cho việc thuê mặt bằng. Với mức giá thuê từ vài triệu cho tới vài trăm triệu đồng mỗi tháng tùy thuộc diện tích, vị trí. Nếu kinh doanh vắng khách thì chỉ trong vòng vài tháng, chủ cửa hàng phải tìm phương án khác. Mặc dù giá thuê hiện nay đã hạ nhiệt rất nhiều so với thời điểm trước dịch Covid-19. Tôi kinh doanh truyền thống đã rất nhiều năm nay rồi và trong 2 năm nay thì công việc kinh doanh truyền thống của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Để giải quyết cái vấn đề khó khăn thì chúng tôi có kết hợp thêm kinh doanh online. Từ khi kết hợp kinh doanh online thì chúng tôi vẫn ở cửa hàng, vẫn làm việc nhưng mà tôi có thêm nhiều nguồn khách hàng thụ động từ trên các sàn thương mại. Kinh doanh online đang rất là phát triển và tôi sẽ theo hướng kinh doanh online trong những năm tới đây. Theo các chuyên gia kinh tế, xu hướng bán hàng đa kênh đang là một lựa chọn mang lại nhiều lợi thế cho người kinh doanh. Kinh tế số trong những năm vừa qua đã được quan tâm và hoạt động sau dịch, sau Covid thì tất cả các hoạt động kinh doanh đều chuyển hướng sang cái hoạt động trên kinh tế số. Khi người mua có nhiều và những người ứng dụng các dịch vụ trên trực tuyến nhiều hơn thì lúc đó thì những nhà phân phối, những người kinh doanh hàng hóa mới có được một cái tự tin để đầu tư mạnh mẽ. Từ năm ngoái đến nay, các cửa hàng trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh không còn nhộn nhịp như những năm trước dịch Covid-19. Ở khía cạnh khác, các chuyên gia kinh tế cũng nhận định khi tập trung phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, kinh doanh online tăng lên, kéo theo nhu cầu mặt bằng giảm. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Và sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến ở Cà Mau. Xóm làm lồng đèn lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh tất bật mùa cao điểm. Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà được công nhận là di sản địa chất quốc tế. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Càng gần đến Tết Trung Thu, khi mà nhu cầu tiêu thụ các loại bánh kẹo gia tăng, thì cũng là lúc một số đối tượng lợi dụng để nhập lậu bánh Trung Thu có nguồn gốc nước ngoài về thị trường trong nước với số lượng lớn. Nhân và những chiếc bánh nhập theo đường tiểu ngạch không rõ nguồn gốc, không được kiểm định về chất lượng, chắc chắn là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe của người sử dụng. Đây là gần 240 chiếc bánh nướng loại 500 gram có mẫu mã bắt mắt, lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Hà Nội, bị phát hiện tại một địa điểm kinh doanh ở xã La Phù, huyện Hoài Đức. Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, đây lại là các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tem nhãn mác và không được kiểm định chất lượng. Đặc biệt, sản phẩm này được ngụy trang tinh vi,
cùng một số mặt hàng có hóa đơn chứng từ. Kinh doanh hàng hóa cùng với một số hàng hóa khác có giấy tờ và xếp lẫn, đặc biệt là kinh doanh ở các vị trí trong ngõ nhỏ, trong các nhà, trong khu dân cư. Đội quản lý trường số 4 đã thực hiện nắm bắt địa bàn, quản lý địa bàn, kiểm soát tốt thị trường để từ đó kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định. Chẳng những gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng mà bánh trung thu nhập lậu còn cạnh tranh trực tiếp với các loại bánh truyền thống trong nước. Các thương hiệu bánh trung thu truyền thống phải loay quay đối phó với tình trạng bánh lậu kém chất lượng dưới nhiều hình thức khác nhau. Họ làm rất là rẻ, rẻ quá nên là nhiều khi là các bên công ty sản xuất như mình ấy, thì bị cạnh tranh giá, gọi là bị phá giá, nên là sẽ ảnh hưởng là sản lượng sẽ bị giảm. Đặc biệt hiện nay, các loại bánh trung thu nhập lậu được quảng cáo dễ bảo quản, đến vài ngày không bị nấm mốc và có nhiều hương vị. Sản phẩm giá rẻ nên nhiều người nhập về kinh doanh trong dịp Tết Trung Thu để kiếm lợi. Nếu như hàng hóa mà không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ đầy đủ, có nguy cơ dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Do vậy, việc thực hiện kiểm tra xử lý đòi hỏi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định để đảm bảo hàng hóa đến tay người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Một chiếc bánh trung thu được sản xuất trong nước đáp ứng đầy đủ các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ có giá từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng một chiếc. Bánh nhập lậu thì có giá chỉ từ 10 đến 20.000 đồng. Sự chênh lệch về giá cả và mẫu mã lạ mắt cộng với tâm lý ham rẻ của một bộ phận người tiêu dùng khiến bánh trung thu nhập lậu len lỏi vào thị trường dưới nhiều hình thức khác nhau. Cùng với sự vào cuộc của ngành chức năng, người dân cần cảnh giác với các loại bánh trung thu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng để bảo vệ sức khỏe chính mình và cộng đồng. Ghi nhận về an ninh trật tự, qua tuần tra kiểm soát thì lực lượng công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã kịp thời phát hiện ngăn chặn hơn 20 thanh thiếu niên đang tụ tập có mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau trên địa bàn. Phát hiện lực lượng công an, các thanh thiếu niên tháo chạy theo nhiều hướng. Tuy nhiên, 23 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có 20 đối tượng chưa đến 18 tuổi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 cây dao tự chế, 1 cây chĩa, 20 chai thủy tinh có chứa xăng. Theo lời khai ban đầu, do hai đối tượng của hai nhóm có mâu thuẫn với nhau nên đã hẹn đến khu đô thị trên địa bàn phường 1 thành phố Cà Mau để đánh nhau. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Cứ mỗi dịp trung thu về thì xóm Lồng Đèn Phú Bình, quận 11 thành phố Hồ Chí Minh lại hối hả chuẩn bị các đơn hàng, tạo ra những chiếc lồng đèn đầy màu sắc, đa dạng mẫu mã để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Nhân và với lịch sử hơn 50 năm tuổi, Phú Bình được xem là nơi sản xuất lồng đèn nổi tiếng nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp lượng lồng đèn lớn cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Cha truyền con nối, gia đình hai anh em Nguyễn Trọng Bình và Nguyễn Trọng Thành ở Phú Bình, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 50 năm làm lồng đèn truyền thống. Theo ông Bình, năm nay lượng đơn hàng tăng so với những năm trước, cần hơn 10.000 chiếc lồng đèn, nên cả gia đình ông và thợ đều tất bật từ sáng đến đêm để kịp đơn hàng. Tăng số lượng người thêm, thứ hai nữa là mình thời gian mình chuẩn bị sớm hơn, và bắt đầu là từ mỗi năm thì bắt đầu giữa tháng 4, đầu tháng 5 bắt đầu mới dán mới vẽ, thì bây giờ là đầu tháng 3 là mình đã vẽ rồi. Việc chuẩn bị các vật dùng để làm lồng đèn phải được sẵn sàng từ nhiều tháng và càng đến gần trung thu thì rộn ràng hơn. Để có một chiếc lồng đèn hoàn chỉnh, cần phải trải qua hơn 10 công đoạn từ chẻ tre, kết kẽm, tạo hình, dán giấy, vẽ hoa văn, vân vân. Đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ, công phu từng chi tiết. Bên cạnh đó, những người thợ cũng sáng tạo ra những chiếc lồng đèn cỡ đại, kiểu dáng mới để phù hợp với nhu cầu thị trường. Vẽ nó, màu sắc nó phải đẹp, nó phải lung linh. Biết pha màu, biết vẽ cái nét nào cho nó đẹp, cho nó sắc cái nét, cho nó hài hòa. Càng lớn nó thì nó vẽ nó càng khó. Có nhiều con nó bự quá, 3-4 mét là phải cầm bát sơn, là cần biết tô màu, là đi theo vòng tròn để vẽ. Sớm lồng đèn Phú Bình hiện chỉ còn gần 30 hộ làm nghề. Những người thợ vẫn miệt mài giữ nghề truyền thống để cứ đến dịp trung thu, sớm lồng đèn lại trở nên tất bật, nhộn nhịp. Vài năm trở lại đây, những chiếc lồng đèn truyền thống được ưa chuộng trở lại, nên số lượng đơn hàng tăng mỗi dịp trung thu đã mang đến niềm vui cho những người thợ yêu nghề. Thị trường ta bỏ nghề bớt đi, và cái số lượng hàng, cái
cầu, người ta cần rất là nhiều, cái cung mình không đáp được. Ta 7 giờ mấy 8 giờ ngồi xuống làm là liên tục đến 11 giờ là ngày nào cũng vậy. Phần mình cũng giao đi từ Nam chí Bắc, trong miền Nam mình chỗ nào cũng có giao được hết. Rồi hơn nữa cái mặt hàng của mình nước ngoài ta cũng một số nơi người ta cũng thích ưa chuộng, của những con đèn này nó từ giá từ 16, 20, 25 tùy theo. Trên thị trường không thiếu những chiếc lồng đèn hiện đại, thế nhưng xóm lồng đèn Phú Bình vẫn giữ gìn và phát triển nghề truyền thống. Cứ mỗi dịp trung thu về, nơi đây lại rộn ràng mang những chiếc lồng đèn con gà, cá chép, thỏ ngọc, ong sao đầy màu sắc đến với những ai yêu thích nét văn hóa cổ truyền, yêu thích những chiếc lồng đèn dễ kính. Thưa quý vị, trong 3 ngày từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8, lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội diễn ra với chủ đề Hà Nội đến để yêu, thức quà Hà Nội đã thu hút trên 2 vạn lượt khách đến tham quan. Lễ hội lần này đã góp phần tăng cường sự kết nối du lịch, kết nối văn hóa, bảo tồn, tôn vinh và phát huy những giá trị độc đáo của các di sản văn hóa, của nghề thủ công truyền thống. Tinh quà ẩm thực, gói vào các thức quà để gắn với phát triển du lịch. Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh sẽ có thêm nhiều các hoạt động xúc tiến lớn trong thời gian tới, gia tăng quy mô và đổi mới về nội dung nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thủ đô vào các mùa trong năm. Cùng với 99 địa điểm khác của 53 quốc gia trên thế giới, thì vịnh Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh và quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng đã được Liên hiệp Khoa học Địa chất Quốc tế IUCS công nhận là di sản địa chất quốc tế. Và dự kiến, Liên hiệp Khoa học Địa chất Quốc tế sẽ công bố danh sách 100 di sản địa chất IUCS tại Đại hội Địa chất Quốc tế lần thứ 37 đang diễn ra tại Hàn Quốc. Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà được công nhận nhờ hai giá trị nổi bật toàn cầu về lịch sử địa chất và địa mạo karst, địa mạo của các kiểu phân rã đặc trưng thông thường, được đánh dấu bởi các hệ thống thoát nước theo hang động ngầm dưới đất. Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà bao gồm toàn bộ các giai đoạn của quá trình biển làm ngập chìm karst nhiệt đới, cũng như có 3 loại hình hang động chủ yếu là hang hàm ếch biển cổ, hang nền karst cổ và hàm ếch. Vịnh Hạ Long thể hiện các giai đoạn muộn hơn của quá trình biển ngập chìm. Quần đảo Cát Bà bổ sung các giá trị địa chất quan trọng vào di sản thông qua các mẫu hình về các giai đoạn đất liền và liên triều. Năm 1994, vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với giá trị nổi bật toàn cầu về thẩm mỹ. Năm 2000, vịnh Hạ Long lại được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai với giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất địa mạo. Để đảm bảo hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm nay, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh hoạt động một số tuyến xe buýt. Theo đó, căn cứ vào dự báo nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 và lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ từ ngày 16 tháng 9 đến hết ngày 18 tháng 9, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh tăng 98 chuyến xe buýt ở một số tuyến, trong đó có tuyến 77 và tuyến 90 từ trung tâm thành phố đi huyện Cần Giờ. Các tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và bến xe miền Tây duy trì hoạt động như bình thường. Trung tâm sẵn sàng điều động phương tiện đảm bảo các tuyến xe buýt vận hành thông suốt, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển của người dân. Ngoài ra, trong dịp lễ này, các tuyến xe buýt kết nối bến xe miền Đông mới ở thành phố Thủ Đức và một số tuyến có tỷ lệ học sinh sinh viên cao cũng sẽ giảm chuyến do nhu cầu đi lại giảm mạnh. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Để xem lại chương trình này, quý khán giả có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.